Thực hiện nghị quyết đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên nhiệm kỳ qua đã được các cấp hội trên địa bàn huyện triển khai một cách đồng bộ, từng chỉ tiêu kế hoạch hoạt động đã được cụ thể hóa từng năm. Tập trung đề ra các giải pháp thực hiện một số vấn đề cơ bản như đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, huấn luyện kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội, chú trọng công tác tập hợp thanh niên thông qua các mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên ý nghĩa nên đã thu hút được đông đảo thanh niên tham gia. Trong 5 năm qua, Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã chủ động trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tập hợp thanh niên, thường xuyên đổi mới về hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền nhằm thu hút đông đảo hội viên, thanh niên, tích cực thực hiện các cuộc vận động, các mặt công tác hội bằng nhiều hình thức khác nhau như tổ chức tuyên dương thanh niên tiêu biểu, tọa đàm, nói chuyện truyền thống, hội thi, giao lưu, sinh hoạt chi hội, thu hút trên 7.000 lượt hội viên thanh niên tham gia. Các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, vận động hội viên thanh niên tích cực học tập và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vị Xuyên, sự định hướng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Vị Xuyên đã tiếp nối những cái truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên của dân tộc huyện Vị Xuyên, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả rất là đáng trân trọng. Tiêu biểu là có rất nhiều, xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể và những cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực như là trong sản xuất kinh doanh hay là các chủ trang trại trẻ. Và có thể nói là màu áo xanh tình nguyện của thanh niên vì cộng đồng, an sinh xã hội ngày càng trở nên vô cùng quen thuộc đối với chúng ta. Và có thể khẳng định một lần nữa đó là lực lượng thanh niên của huyện Vị Xuyên trong những năm qua đã góp phần rất là quan trọng và tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Vị Xuyên ngày càng giàu mạnh. Song song với đó, trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã tổ chức thực hiện các công trình thanh niên ý nghĩa như tổ chức cho hội viên thanh niên tham gia các cuộc vận động thanh niên sống đẹp, sống có ích với nhiều nội dung phong phú đa dạng như tổ chức diễn đàn thanh niên sống đẹp, sống có ích, thanh niên phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thanh niên với văn hóa giao thông, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng đạo đức lối sống văn minh lịch sự, thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Trong nhiệm kỳ đã triển khai hướng dẫn thành lập mô hình đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin, qua đó đã phát huy được vai trò hiệu quả trong công tác cảm hóa giáo dục, giúp đỡ những thanh niên lầm lỡ trở về địa phương có điều kiện sinh hoạt, học tập, hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống. Đối với cuộc vận động thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phát huy được tối đa hiệu quả nguồn lực của thanh niên. Trong các chiến dịch tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, đông, các hoạt động tình nguyện tại chỗ và vận động đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần cùng toàn xã hội xóa được 144 nhà tạm, tu sửa và mở mới được 128 km đường giao thông nông thôn, tu sửa và làm mới được 112 km kênh mương nội đồng, giúp đỡ gia đình chính sách được trên 16.000 ngày công, khám chữa bệnh miễn phí trên 360 triệu đồng, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên khối cơ quan trong huyện, các xã thị trấn tham gia hỗ trợ san nền nhà chương trình quy tụ dân cư tại thôn Ngọc Sơn, xã Bạch Ngọc, trị giá trên 50 triệu đồng. Với phương châm không để người bệnh chết vì thiếu máu, phong trào thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo cũng được phát triển rộng khắp và đã thu hút đông đảo thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng. Và đây cũng được xem là một trong những hoạt động tiêu biểu trong cuộc vận động thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong nhiệm kỳ có trên 2.200 hội viên thanh niên hiến gần 964 đơn vị máu, góp phần điều trị, cứu sống nhiều bệnh nhân. Cùng với các hoạt động tình nguyện tại chỗ, Ủy ban hội đã phối hợp và tiếp nhận các đoàn viên thanh niên tình nguyện và các nhà tài trợ đến thăm tặng quà và hoạt động tình nguyện tại địa bàn huyện trị giá hơn 1 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại cơ sở, tranh thủ sự giúp đỡ về vật chất và khích lệ phong trào tình nguyện ngày càng phát triển. Và trong nhiệm kỳ vừa qua, khi mà tổ chức sau đại hội mà đưa ra được các cái nghị quyết của đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cũng như đại hội của đại hội đoàn, thì
ban chấp hành đoàn xã cũng như là Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên xã Linh Hồ cũng đã tổ chức triển khai và từng bước có hiệu quả thực hiện đề ra các cái nghị quyết, và đặc biệt là các cái bí thư chi đoàn tại cơ sở mà về các cái mô hình phát triển kinh tế, rồi là 4 đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp và 5 phát triển kinh tế xã hội, thì từng bước đã có những gương mặt rất là điển hình, đã mạnh dạn dám làm và dám đầu tư vào các cái mô hình phát triển kinh tế. Và về các cái công tác phong trào tập hợp đoàn viên thanh niên thì đoàn xã Linh Hồ cũng đã dùng rất là nhiều cái phương pháp để tập hợp đoàn viên thanh niên, như là trong các cái dịp kỳ nghỉ hè thì đoàn viên thanh niên ở các cái trường học trở về sinh hoạt tại địa bàn thì đoàn xã đã vận dụng linh hoạt và sử dụng những cái nguồn lực mạnh để tổ chức các cái kỳ cuộc tình nguyện, thanh niên tình nguyện nhân dịp hè. Một nhiệm kỳ với rất nhiều việc làm ý nghĩa, Hội Liên hiệp Thanh niên đã thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia. Qua đó đã góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương bằng nhiều hình thức tập hợp thanh niên đa dạng, cho thấy những việc làm có ý nghĩa của hội đã gắn liền với thanh niên trên địa bàn huyện. Đặc biệt với cuộc vận động thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, ngày càng xuất hiện nhiều tài năng trẻ, nhiều mô hình kinh tế có tính đột phá do các đoàn viên thanh niên làm chủ đã nối tiếp nhau ra đời và phát triển tạo thành những điển hình trong sự nghiệp phát triển kinh tế. Tại các xã Việt Lâm, Trung Thành, Đạo Đức, Linh Hồ, Phong Quang, đoàn viên thanh niên đã biết vận dụng những điều kiện thực tế của địa phương để phát triển kinh tế như sửa chữa xe máy, chăn nuôi và trồng rừng, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trên năm. Điển hình như gia đình anh Hoàng Văn Long, xã Linh Hồ, vốn là một cán bộ đoàn của xã, lại được thừa hưởng những điều kiện đất đai từ thiên nhiên, nên người đoàn viên trẻ này đã biết bố trí hợp lý các công việc từ vườn ao chuồng và rừng. Trong đó, các hoạt động chủ đạo là đầu tư vào chăn nuôi cá, lợn, gà và mở cửa hàng kinh doanh bán hàng tạp hóa, cho thuê phông rạp. Với những việc làm trên khá thuận lợi, đem lại nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng trên năm. Đó là những kết quả lao động bằng bàn tay và khối óc của gia đình anh, tự xây dựng lên một cuộc sống đầy đủ, xây dựng được nhà cửa khang trang, sắm sửa được các tiện nghi phục vụ cho lao động sản xuất, giảm được nhiều công sức trong công việc nhà nông và trở thành một trong những người đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế của các đoàn viên thanh niên xã nhà. Nhờ sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về chương trình phát triển kinh tế hộ gia đình đoàn viên thanh niên, thì qua quá trình phát triển kinh tế gia đình tôi cũng cố gắng nỗ lực, nhưng trong bên cạnh đó cũng gặp một số khó khăn, nhưng gia đình tôi cũng rất là cố gắng trong quá trình phát triển kinh tế, cũng gặt hái được một số thành công. Thứ nhất là vấn đề trồng rừng, hiện nay gia đình tôi cũng vận động các thành viên trong gia đình đi trồng rừng được 3 ha rừng keo. Thứ hai nữa là về phát triển chăn nuôi thì gia đình tôi cũng chú trọng phát triển đầu tư trang trại, rồi là con giống để nuôi hàng năm tôi xuất khoảng 2 lứa lợn, thu nhập khoảng 6-70 triệu đồng một năm. Về phát triển nông nghiệp thì gia đình tôi cũng chú trọng thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thì hàng năm gia đình tôi cũng thu được 3-4 tấn thóc, còn về ngô thì gia đình tôi cũng thu được khoảng 2-3 tấn. Hoạt động hỗ trợ thanh niên trong học tập, học nghề, nâng cao trình độ học vấn được các cấp hội tập trung thực hiện với nhiều nội dung trọng tâm và phong phú. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Vị Xuyên đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dạy nghề và các ngành chức năng tổ chức mở các lớp dạy nghề ngắn hạn như nông lâm nghiệp, điện dân dụng, sửa chữa xe máy, xây dựng cho 5.500 thanh niên. Qua dạy nghề và tư vấn việc làm, đã có nhiều thanh niên tự tạo được việc làm ổn định trên chính quê hương của mình. Đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện quản lý 35.553 tỷ đồng vốn vay ủy thác với 85 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó có hơn 2.000 hộ đoàn viên thanh niên được vay. Nguồn vốn vay đã phát huy được hiệu quả và góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo cho đoàn viên thanh niên tại địa phương. Thông qua các hoạt động hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm, 5 năm qua đã tổ chức giới thiệu cho 2.545 thanh niên và đã có hơn 9.075 thanh niên được giải quyết việc làm, có thu nhập ổn định.
công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở hội cũng được quan tâm chú trọng thông qua việc tuyên truyền vận động tới đông đảo thanh niên về ảnh hưởng của tổ chức hội, ngày càng có nhiều thanh niên tự nguyện gia nhập hội để được cống hiến và trưởng thành. Với tổng số 29 ủy ban hội trực thuộc cấp huyện và 16.800 hội viên, hàng năm giới thiệu trên 600 thanh niên ưu tú cho đoàn kết nạp. Thông qua các phong trào hoạt động của hội, phần nào đã đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của thanh niên trong tình hình hiện nay. Tổ chức cơ sở hội được củng cố và phát triển, chất lượng hội viên được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng củng cố tổ chức hội. Sự chuyển biến nhận thức về trách nhiệm của cán bộ đoàn làm công tác hội được nâng lên rõ rệt. Các cấp bộ đoàn cũng đã nhận thức đầy đủ vai trò của tổ chức hội trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Ủy ban hội các cấp đã phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức lớp tập huấn cho các anh chị làm cán bộ hội ở cơ sở. Thông qua các lớp tập huấn, góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, công tác cho đội ngũ cán bộ hội. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức đoàn thanh niên với phương châm cán bộ đoàn làm công tác hội, từ những phong trào hoạt động đoàn hội, chọn cử cán bộ có trình độ, năng lực nhiệt tình trong công tác xã hội làm thủ lĩnh của thanh niên. Do vậy, đội ngũ cán bộ làm công tác hội đã được củng cố và kiện toàn thường xuyên từ cơ sở đến cấp huyện. Nhiệm kỳ 2009-2014, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Vị Xuyên đặc biệt chú trọng vào 3 cuộc vận động lớn, đó là thanh niên sống đẹp, sống có ích, thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, thanh niên lập thân lập nghiệp làm giàu chính đáng, và 2 chương trình hoạt động của hội là chương trình Ký tổ quốc cần và xây dựng phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Trong từng kế hoạch thực hiện, Ủy ban hội đều xây dựng nội dung và giải pháp cụ thể, qua đó động viên cổ vũ thanh niên vươn lên học tập, lao động sáng tạo, làm giàu chính đáng, chia sẻ trách nhiệm, góp phần tham gia phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng quê hương đất nước phồn vinh, phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhiệm kỳ vừa qua, thì Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Vị Xuyên là một trong những cái tổ chức phát huy rất là hiệu quả trong cái việc tổ chức tập hợp đông đảo cái lực lượng thanh niên tham gia vào các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thì trong cái thời gian qua thì phải nói là cái đông đảo cái lực lượng thanh niên trong toàn huyện rất là tích cực, đặc biệt là trong cái lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thấy nhiều cái mô hình, nhiều gương điển hình làm kinh tế giỏi. Có thể nói trong nhiệm kỳ qua thì Hội Liên hiệp Thanh niên đã tổ chức thế rồi tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo cái lực lượng thanh niên tham gia, tích cực tham gia vào cái phát triển kinh tế xã hội ở tại địa phương. Đồng thời ngoài cái phát triển kinh tế xã hội ra thì lực lượng thanh niên còn tham gia để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở tại địa phương. Thế ngoài ra thì cái lực lượng này còn tham gia, tích cực tham gia vào cái xây dựng nông thôn mới ở các cái địa phương, đặc biệt là tham gia vào cái xây dựng nông thôn mới ở các cái xã điểm thì đều được các cái tổ chức hội này tổ chức rất là tốt để tham gia các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội cũng như là giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Có thể nói nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên đều đã được triển khai sâu rộng, tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, gần gũi với thanh niên, thực sự là chỗ dựa tin cậy của thanh niên. Mặt trận đoàn kết tập hợp của thanh niên được tăng cường và mở rộng, uy tín của tổ chức hội tiếp tục được nâng cao. Phát huy được sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp thanh niên cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Vị Xuyên. Nhiệm kỳ cũ đã khép lại, mở ra bao thuận lợi cũng như không ít thách thức đặt ra, đòi hỏi Ủy ban hội khóa mới phải nỗ lực tìm ra nét mới trong bước tiến của thời gian tiếp theo, đúng với tính chất của tổ chức hội là cánh tay vươn dài của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.